Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha, chào anh em nha. Hôm nay là làm CEO nha anh em, CEO Sang Cơ đó, đó là 54 dân Vin không trẻ bụng nha anh em. Đó, chủ xe là kêu là mình làm bài 54 nhẹ nhẹ để sử dụng lại cây bô này. Bô này không móc nha anh em, bô ấm nha, cổ titan nha. Đó, cái đầu bắt bô để ép bô vô là CNC nha anh em, thấy ghê chưa? Đó, rồi vô chi tiết đồ cho cái bạn chủ xe này ha. Thì bạn chủ xe này á là lên cháy 54 đó, bạc bê tông 54, đầu hơi vừa vừa nghe anh em đó, cao nhẹ thôi đó. 54 mình có nhiều bài lắm, bài bạo lực dân chích dân đôn dân tùm lum tà la chơi nghe anh em đó. Ác bê tông nè, bộ bạc thì nằm ở trong đây rồi đó, là cháy bê tông rồi. Cái này á là đầu phá chảo sức bắp magic, đầu phá chảo sức bắp magic nghe anh em đó, ok luôn. Rồi về cái nồi ba càng của các bạn này thì anh em dòm cái chuông nè, đó cái chuông này mỏng quá không vớt được nữa thì á là bạn chủ xe mình mới nói với bạn chủ xe thì thay lại cái chuông hàng 11 nghe anh em, thay chuông mới hàng 11, bố ba càng thì bố cước nghe anh em, bố cước đó, để mình lấy nét lại cho anh em xem đó, cho bạn chủ xe xem luôn. Rồi bố cước nhẹ nha đó, sao mất nét vậy ba, lấy nét lại coi, lấy nét lại. Ô nó bố cước nhẹ nghe anh em. Rồi ok. Rồi ở bên này á là cây cam của bạn chủ xe đã lên cam độ rồi, nên á là mình chỉ thay lại cái bạc đạn thôi nghe anh em, tại vì cái bạc đạn của bạn chủ xe, đạn cam của bạn chủ xe là bị gơ nghe anh em đó, thay đạn mới xài lại cây cam đó. Còn cái ắc này là của chủ xe đem theo đựng đo lấy ắc mới hồi nãy đó. Rồi nồi lá á, là mình sẽ vô bốn cái lò sơ độ đó, bố tốt đó, bố lá tốt nha, ok luôn nha anh em, tại vì hai cái đế nhôm của nó còn ok nên là mình không có vớt nha anh em đó. Rồi bông mai thì mình lên mình xăng bông mai cho chủ xe nhưng mà không có lên cái lọc gió trụ đó. Chủ xe ở nhà là còn cái co màu đen dưới một cái bao tử móc sẵn nha anh em đó, cái bao tử móc sẵn là chủ xe kêu cứ gáp bình bông mai đi, nữa về nhà chủ xe gáp cái bao tử kia vô cái lọc gió đó. Bao tử nhiều anh em vô thắc mắc nữa đó, nữa gáp vô cái lọc gió gin nhưng đã móc rồi nghe anh em, chủ xe có cái lọc gió gin móc rồi nha, dưới co xong gọn 54 rồi ok này kia, rồi xong giờ đi rửa đồ gáp vô nổ máy cho chủ xe này kia nghe, ok nghe anh em đó. Xe này cũng mới dọn nè, xe mới dọn mới chát luôn nghe anh em, ok luôn. Giờ này cũng gần 5 giờ đó, tranh thủ cho anh em mình nó ấy cho nó rửa đồ này kia rồi gáp vô. À, mình mới tháo cái lọc gió ra cho chủ xe rồi nghe anh em, tháo lọc gió ra rồi. Rồi ok, rồi đi rửa xe đi cu. Ủa rửa đồ hay là rửa xe? Rồi ok anh em đó, thì xe xong rồi chủ xe kêu gáp bình xăng thôi, nữa chủ xe về gáp cái bao tử móc sẵn dưới cái co lên đó, ok luôn đó. Nhưng mà cái nồi hơi hú nha, tại vì cái nhông trước là nhông mới, còn cái nhông sau là nhông cũ thì nó có dấu hiệu hơi cái gì hơi hú một tí. Mình có báo với chủ xe rồi, mình bây giờ tình trạng á nói chung là mình là thợ mà đó, mình nghe khó chịu á thì mình báo khách thôi, mình mới nói với cái bạn chủ xe này á bây giờ sao giờ gáp lại cái chuông cũ hay gì, chứ giờ hai cái nó không trùng khớp với nhau á mà nó hú gì khó chịu quá đó. Chủ xe là anh cứ để đại cho em đi, rồi em chạy khoảng 2-3 tháng coi nó làm sao, không ấy rồi em thay cái cặp nhông hú luôn, đó là để đại luôn nghe anh em. Nó chỉ hơi hú nhẹ thôi nhưng mà chạy nó mới hú lớn với các bà già khó chịu lắm. Nói chung mình làm nghề cái gì mình khó chịu mình không chịu rồi đó, mình không chịu được thì khách sao người ta chịu được, là phải báo liền, báo cho người ta có hướng giải quyết. Thứ nhất là gáp chuông cũ lại thôi đó, vậy thôi đó. Rồi thứ hai là sử dụng cái chuông này theo ý khách thôi đó, thì mình báo rồi thì bạn khách này kêu anh cứ để đại cho em chạy làm sao không ấy thì nó thay cái cặp nhông mới nghe anh em. Nói chung là lương tâm nghề nghiệp mà, cái gì không được là phải báo liền, được không được thì gáp cái chuông cũ vô nó ok, mà chỉ có hú nồi thôi bực lắm. Còn cái này á là nữa, gáp cái lọc gió vô này kia mấy canh xăng được nghe anh em. Gáp lọc gió vô rồi mới canh xăng được. Anh em nghe hú không? Lên ga hú. Đó, khó chịu không? Khó chịu liền. Đó, có báo chủ xe rồi chứ, xe kêu để chạy 1-2 tháng còn sao. Cũng như ý của xe có nói á, bây giờ là cái chuồng heo là cái nhông nó mới. Còn cái chuồng ở gì?
cái chuông ba càng là cái nhông mới, còn cái chuồng heo phía sau á là chuồng heo cũ, thì cái nhông mới thì luôn lúc nào á nó cũng dày hơn đó. Bây giờ chạy 2-3 tháng thử á coi nó mòn nó có đều lại hay không thôi đó. Nếu mà nó không đều á thì chủ xe sẽ thay cặp nhông chính hãng này kia nghe anh em đó. Chứ cái chuồng heo ở ngoài không ai bán lẻ hết trơn á, là chỉ có bán ba càng thôi. Tại vì cái chuông ba càng ở đằng trước á là thường thường á anh em xài bố vớt giết rồi nó mòn đó, nên là người ta bán cái đó là đúng rồi, cái hàng đó bán chạy. Còn chuồng heo á ít ai bán lắm. Còn khi mà anh em á mà chấp nhận mà mua nguyên cặp nhông là thường thường vô hãng mua không à, độ chính hãng, chứ đâu có ai mà mua cặp siêu út này mà đâu ai mua cặp nguyên cặp nhông ở ngoài luôn, đúng không? Ít khi nào ai mà xài nhông ở ngoài lắm đó. Đó, mua nguyên cặp là vô hãng Yamaha người ta mua luôn à, đúng không anh em? Đó, không được thì cứ báo khách. Còn chuyện còn lại là ngon lành hết nghe anh em. Chuyện còn lại máy này kia là rất ok, nó chỉ có hú vậy thôi là bực rồi, là không khoái rồi đó. Rồi ok, rồi anh em có vấn đề xe liên hệ trong fanpage với phần mô tả video này. Còn anh em nào ở gần thì từ đầu clip mình có để địa chỉ, anh em nhấn địa chỉ lên Google Maps để ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi luôn nha anh em. Ok, tạm biệt nha anh em.